Giờ Viết Phú xin bên chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh Viết Phú. Hôm nay thì Viết Phú xin giới thiệu quý vị anh chị cô chú một sản phẩm đồng hồ của Seiko. Đây là mã đồng hồ SCVE055, một mã đồng hồ rất là đẹp và Viết Phú cũng đã có rất là nhiều đơn hàng của các quý vị khách hàng ở Việt Nam đã đặt qua Viết Phú ở cái sản phẩm này. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn là thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em xin dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080 6817 3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy rất đơn giản thôi. Đây là một sản phẩm Seiko Made in Japan nha quý vị, dành cho trường nội địa. Đây có ghi là warranty và only for Japan, only in Japan. Cái này thì thị trường nội địa Nhật Bản. Và đây thì có bảo hành 7 năm. Đấy, nếu mà có nhiều shop bán cái hàng này nha quý vị. Nhưng mà riêng đối với shop này, nếu mà quý vị mua xong mà em mua cứ mua sản phẩm này xong em đánh giá là ok thì và em cứ có ghi vào cái phiếu này cùng người ta xác nhận cái em đánh giá trong tài khoản của em thì sẽ được bảo hành 7 năm nha quý vị anh chị cô chú. Đây có ghi 7 năm, 7 niên này. Bảo chứng này. Đây quý vị này. Sẽ bằng tiếng Nhật này, chữ Hán. Thì đây là một sản phẩm mà có mặt màu xanh và quai thì màu đen. Đen này thì không, nó không hẳn là đen tuyền, nhưng đen hơi xám, hơi hơi đất một chút, nó rất đẹp. Đi theo kèm thì có hướng dẫn sử dụng này, có giấy bảo hành của Seiko và của cái shop này. Đây là cái shop bán hàng này và đây là giấy bảo hành của Seiko trong thị trường nội địa Nhật Bản nha quý vị. Thì sản phẩm này thì có kích thước như sau. Có mức độ chống nước của nó là 13 13 nha quý vị. Và cái kích thước của nó, cái bề cao này là 51.5 mm, bề ngang là 42 mặt 42 mm và cái bề dày này là 11,57 mm quý vị ạ. Cái quai này là 22 mm. Đấy. Thì đấy là các cái thông số cơ bản của cái sản phẩm Seiko SCVE055 này. Và đây là cái giá của nó, giá niêm yết của Seiko thị trường Nhật Bản này. Đây có ghi 10 áp khí phòng nước. Đấy và giá niêm yết của nó là 35.200 yên. Thì đối với giá man hiện tại là 222 Việt Nam đồng đổi lấy 1 yên thì giá của tương đương với con này, chờ em sẽ bấm máy, nó tương đương khoảng tầm gần 8 triệu đồng. 35.200 nhân với 2222 thì bằng 7.814.000 Việt Nam đồng. Giá niêm yết của Seiko nha quý vị. Nếu quý vị mua tại Việt Phú thì giá sản phẩm này đối với tiền hiện tại man đang cao như thế này thì giá về Việt Nam sẽ rơi vào tầm 7 triệu, còn đối với thị trường đối với thời điểm mà man thấp thì rơi vào tầm 6 triệu 9. Đấy thì nó chênh lệch 100 nghìn do giá man đang lên rất là cao. Đấy thì xin thông báo giá cho quý vị anh chị cô chú biết như vậy. Đây em sẽ quay gần cho quý vị anh chị cô chú thấy cái cơ ở trong nó lộ cơ và đang còn chạy ở trong đấy. Ngoài trên mặt của cái sản phẩm này thì có ghi là Made in Japan nha quý vị. Đây là máy cơ automatic, em sẽ zoom lại cho quý vị xem. Đây là một sản phẩm của năm 2020, à, trong 2020 collection nha quý vị. Đây ở trên sản phẩm thì có chữ Made in Japan ở trên cái mặt của cái đồng hồ. Em quay bằng điện thoại nên là có khó hơi khó lấy nét nên quay gần. Đây quý vị có thể thấy được cái chữ Made in Japan trên sản phẩm này. Automatic nha quý vị. Kim thì cái kim dây là có phản quang và các cái ở các cái đầu ở trên các phút 5 10 15 đều có phản quang. Và ban đêm sẽ rất là dễ mà xem giờ.
Thì nhiều khách hàng bên em có mua về tại thì có nhắn tin lại cho em là tại sao cái này là Made in China. China là quý vị có thể thấy là chữ bot. Bot này thì Made in China thì cái hộp này người ta mua ở Trung Quốc thôi, còn đặt cho nó nhanh không hơi đeo sản xuất tại Nhật thì chi phí nó cao người ta không làm. Người ta mua về Trung Quốc, Việt Nam có thứ gì đấy. Còn đồng hồ trên trên đồng hồ có chữ Made in Japan rất là to đây rồi. Sau này thì có Japan Collection 2020 Limited Edition. Quý vị có thể thấy được phía sau sản phẩm. Đấy. Japan Collection 2020 nha quý vị nhé. Đây là một sản phẩm rất là mới và rất là đẹp. Thì em cũng có rất nhiều đơn hàng rồi thì em cũng giới thiệu lại cho quý vị anh chị một lần nữa về cái sản phẩm Seiko SCVE055 dành cho thị trường Nhật Bản. Đấy, thì em xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị đã tin tưởng ủng hộ ở bên Viết Phú, và em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.